Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Nhận định thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào đầu mỗi phiên. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại sau cái phiên giao dịch đầu tiên của tuần, đó là một phiên tăng điểm, tăng 0,5 điểm với những cái sự giằng co rất là lớn sau cái phiên giao dịch giảm điểm mạnh của cuối tuần vừa qua. Thì cuối tuần vừa qua thì rất là nhiều anh chị nhà đầu tư có nhắn hỏi cho Thái Lê về cái vấn đề thị trường có một cái cú giảm điểm mạnh đi kèm với một cái phiên thanh khoản rất là cao và với rất là nhiều cái thông tin. Tuy nhiên thì thông tin thì Thái Lê cũng luôn luôn chia sẻ là Thái Lê cũng không phải là một người nắm được nhiều về thông tin, nên chỉ biết là trên cái góc nhìn của đồ thị kỹ thuật, trên góc nhìn của Ichimoku Thịnh Phát, thì thời điểm hiện nay VN Index đang trong một cái quá trình tích lũy sau một cái thời gian là tăng điểm từ ngay thời điểm giữa tháng 5. Và sau khi mà có một cái nhịp tăng thì tăng lên ở cái vùng 1280 thì thị trường sẽ rung lắc có ở quanh cái vùng 1255. Thì đây là một trong những cái vùng mà tích lũy của VN Index, và sau khi một giai đoạn tích lũy thì thị trường lại tiếp tục cái nhịp bật lên. Và với cái nhịp bật lên ở trong cái thời gian sắp tới ở đây thì Thái Lê chỉ đưa ra một cái đánh giá, đó là đây là gọi là những cái cú nước rút và hướng tới cái vùng mục tiêu đó là 1.300. Do vậy nên là bắt đầu khi mà thị trường đang có những cái tín hiệu hồi phục giống như trong cái phiên giao dịch của đầu tuần ngày hôm qua, thì thị trường cũng đang cho thấy có rất nhiều cái cơ hội mở ra, đang cho đấy nhiều cơ hội mở ra. Như ngày hôm qua thì chúng ta cũng có thể thấy là về cái danh sách cổ phiếu về các cái danh sách T cộng, đúng không ạ? Mục tiêu là 1.300 trong 1-2 tuần tới. Thì ngày hôm qua cập nhật với các anh chị thì chúng ta có đến 10 cổ phiếu. Có thể nói là ngày hôm qua, sáng hôm qua thì trong cái chương trình lọc cổ phiếu thì Thái Lê đã đồng hành với các anh chị rất là nhiều cổ phiếu để hy vọng là chúng ta có thể tìm kiếm được các cái cơ hội đầu tư một cách là dễ dàng nhất ở trong cái giai đoạn mà thị trường đang có những cái nhịp sóng điều chỉnh như hiện nay. Và với 10 cổ phiếu ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có những cái cổ phiếu có những cái mức tăng hết sức là ấn tượng, giống như là GAC, đúng không ạ? Rồi hay là thì còn lại hầu hết các cái cổ phiếu thì cũng đang có được cái vùng hỗ trợ rất là đẹp. Hay là Hoa Sen hôm qua cũng tăng 2% sau khi những cái sự rung lắc, cho thấy là rất là nhiều cái cơ hội thời điểm hiện nay chúng ta có thể tận dụng được cho thị trường. Ngoài ra nữa thì ở đây thì Thái Lê chắc sẽ review lại một lần về các cái cổ phiếu mà đang có để anh chị mình chúng ta có thể chú ý được ha. Rồi để Thái Lê cập nhật lại cái danh mục của ngày hôm qua. Rồi ngày hôm qua bao nhiêu anh chị chúng ta theo dõi chương trình này mà chúng ta có tìm kiếm được các cái điểm mua, hay là ít nhất là cái chị vững tin và cái chị không bán đi, thì cái chị có thể comment được không ạ? Những sự comment ủng hộ của anh chị rất là quan trọng nhé. Với chia sẻ với chị, cái chị có thể thấy ở trên này có một cái ID mới 2767 tham gia tại công ty chứng khoán SSI. Thì hiện nay đội ngũ ITP đã chính thức hợp tác với công ty chứng khoán SSI để triển khai cho cái việc tư vấn hỗ trợ cho khách hàng. Thì hiện nay các anh chị cũng biết rồi, SSI là một trong những công ty chứng khoán số 1 ở tại Việt Nam, đứng thứ 2 của Đông Nam Á. Và hiện nay SSI thì cũng là một trong những công ty mà đầu tiên ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đúng không? Các anh chị biết rồi. Kế hoạch tăng SSI thì có một cái vốn điều lệ hiện nay là lớn nhất ở tại Việt Nam, lớn nhất trong tất cả các công ty chứng khoán ở tại Việt Nam, đó chính là hơn 15.000 tỷ. Và trong cái kế hoạch sắp tới thì SSI cũng dự kiến được tăng vốn lên là hơn 20.000 tỷ. Thì đây là một trong những cái điểm mà sẽ giúp cho SSI thời gian sắp tới thì sẽ được có được thêm nhiều cái sự kỳ vọng, anh chị nha. Đặc biệt nhất đó là cái việc mà SSI thời gian có thể là tăng vốn được trở lại, thì các cái nhu cầu về dòng tiền, đặc biệt nhất đó là về margin, sẽ được mở ra. Một cái điểm sáng nhất của SSI nữa đó là thời điểm hiện nay các cái tỷ lệ cho vay margin ở tại SSI thì có cái lãi suất thấp. Ngoài ra nữa thì nếu các chị mà giao dịch với những cái chu kỳ kinh doanh như là T3 đến T7, đặc biệt là các chị mà hay theo dõi những cái chương trình là phát sóng video buổi sáng cùng với Thái Lê như hiện nay á, thì đây là một trong những công ty chứng khoán sẽ giúp ích được các anh chị rất là nhiều, bởi vì cái
lãi margin ấy, cái lãi margin ở trong nếu mà với anh chị nhà đầu tư giao dịch với T7 thì không có tính lãi margin. À thì đây là một trong những cái điểm các anh chị của chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều trong cái hoạt động đầu tư. Rồi ok, thì đấy là về 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 giới thiệu qua các anh chị, và hy vọng là trong cái thời gian sắp tới khi ITB triển khai hợp tác với SSI một cách sâu rộng ở trên tất cả các kênh thì mong muốn nhận được cái sự ủng hộ của quý anh chị nhà đầu tư, và đặc biệt thì các anh chị cần hỗ trợ chi tiết và cũng như khi mà các anh chị đã có được cái số tài khoản ở tại công ty chứng khoán SSI, các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Thái Lê để Thái Lê có thể hỗ trợ các anh chị sớm nhất tham gia vào các cái room tín hiệu cũng như là tham gia vào các cái room tư vấn trao đổi của khách hàng và room nhận định thị trường hàng ngày. Chắc có lẽ tất cả những hoạt động tư vấn của các anh chị khách hàng cũ của ITP ở hiện nay ở tại VBS thì ITP cũng vẫn tiếp tục chăm sóc một thời gian. Đặc biệt nhất thì Thái Lê thì quan điểm mà cái tháng 6 này là một trong những cái thời điểm rất là dễ thị trường xảy ra một cái cú gọi là đi lên bằng thang bộ nhưng mà xuống cái bằng thang máy, nên cũng hy vọng là sẽ tiếp tục duy trì cái việc là vừa hỗ trợ phát triển khách hàng mới của đội ngũ ITP nhưng mà đồng hành vẫn luôn luôn làm cơ cấu cũng như hỗ trợ các anh chị khách hàng hiện nay đang ở tại VBS trải qua cái nhịp của cái tháng 6. Tháng 6 là cái tháng mà Thái Lê cho là sẽ có rất là nhiều cái biến động lớn, có biến động lớn đặc biệt là cái tuần thứ hai của tháng 6. Vì sao mà đầu cái chương trình Thái Lê có chia sẻ với anh chị đó là khi VN Index mà vượt lên ở khoảng tầm từ cái vùng mà trở lại 1285 cho đến 1300 thì khả năng rất là cao đó sẽ là cái giai đoạn mà bắt đầu hạ bớt dần các cái tỷ trọng, hạ bớt dần các cái tỷ trọng bởi vì cái biến động sau đó thì sẽ có thể xảy ra những cái biến động nó lớn hơn, không phải là một cây đỏ nữa mà có thể hai hay ba cây đỏ thì có thể là khiến cho cái lợi nhuận của anh chị nhà đầu tư của chúng ta trong cái thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Ok thì đấy là về cái chia sẻ cái chị đến cái góc nhìn của đồ thị kỹ thuật để cho chúng ta cũng sẽ chú ý tận dụng cái nhịp giao dịch từ giờ cho đến sang đầu tháng 6 và sau đó thì chúng ta sẽ có thể là cân nhắc cái vấn đề mà khi muốn gia tăng tiếp tỷ trọng anh chị nhá. Rồi bây giờ quay trở lại về các cái danh mục đang có này. Danh mục ngày hôm qua đúng không? Chủ yếu là tập trung vào danh mục ngày hôm qua AGR, BCM, AGR. Rồi AGR thì ngày hôm qua vẫn đang có một cái giá đỏ, tuy nhiên vẫn đang nằm ở cái vùng hỗ trợ thôi, không có vấn đề gì cả. Rồi BCG các chị có thể thấy là ngày hôm qua về ngay cái vùng hỗ trợ đúng không? Về ngay ở vùng hỗ trợ 60.7 cái là BCG cũng đã có một cái cú hồi lên và đã có những thời điểm nó hồi lên tận 2%, sau đó thì cuối phiên với những cái áp lực bán nên là một phần cái cổ phiếu này cũng đã được hạ nhiệt. Tiếp theo nữa đó chính là GAC và Hoa Sen. GAC là một trong những cổ phiếu mà ngày hôm qua trong cái chương trình Thái Lê cũng chia sẻ với chị rất là cụ thể. Đây là một trong những điểm mà mua rất là tốt của cổ phiếu GAC. Và hiện nay thì GAC cũng đã có một cái cú bật lên vô cùng là hiệu quả rồi. Đã bật lên rất là hiệu quả, hôm qua tăng đến 4 4,1%. Rất là thông thoáng, đã vượt được qua cái vùng mây, vượt mây các anh chị đã thấy rồi. Do vậy nên các anh chị cầm cổ phiếu GAC hiện nay vô cùng là yên tâm nhá. Vô cùng là yên tâm và có thể là các anh chị mua ở cái vùng 23.2 này cũng cũng ổn nhá. Ngay cả đó là với những anh chị mà chúng ta chưa có cổ phiếu mà muốn tham gia thêm đối với cái cổ phiếu này. Rồi tiếp theo là Hoa Sen, một cái cổ phiếu của cái nhóm ngành thép. Trong các cái cổ phiếu thép thì Thái Lê kết nhất Hoa Sen ở cái nhịp này khi mà cái điểm hỗ trợ của nó là đang rất là rõ ràng. Chúng ta có thấy một cái nến nó đã xuyên qua được cái vùng mây rồi, chạm về dấu găm cái bật lên, các anh chị thấy không? Mô hình của nó rất là giống nhau, giống từ cả cái cổ phiếu GAC rồi sang là cổ phiếu Hoa Sen. Cho vậy đây là đều là những cái cổ phiếu đã có những cái mức tăng rất là tốt và chúng ta có thể hoàn toàn là kỳ vọng với cái vùng chốt lời của Hoa Sen là lên 23.4 được. Rồi tiếp theo đó là KDH và PBD. KDH thì thời điểm hiện nay chúng ta cũng đang có được là một
trong những cái điểm mà tương đối ổn ha, đang chờ đợi mà nó vượt được mây. KDH nếu mà quay được trở lại ở trên cái vùng 36.2, 36.3 thì nó sẽ có nhiều cái tín hiệu ủng hộ hơn, rất là nhiều, sẽ có nhiều cái tín hiệu ủng hộ hơn khi mà vượt trở lại ở trên là 36.5, 36.5 anh chị ha. Còn với thời điểm này anh chị vẫn cứ yên tâm để nắm giữ được đối với cổ phiếu KDH, không va chạm về dao găm cái rút chân. Nên là cũng đang rất là ok. PVD và AAA. PVD thì đây là cái cổ phiếu nhóm dầu khí duy nhất mà Thái Lê khuyến nghị anh chị mua vào cái hôm thứ sáu vừa rồi. Và ngay cả cái ngày hôm qua thì Thái Lê vẫn cập nhật cho các anh chị khách hàng là vẫn tiếp tục là mua vào và để nắm giữ. Đấy. Rồi tiếp theo là AAA, thuộc nhóm nhựa và hóa chất này. AAA hoàn toàn là chúng ta vẫn cứ nắm giữ thôi, không có một cái vấn đề gì cả. AAA chắc phải vượt trên 11.3 thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Rồi thế giới số, trong khi những cái cổ phiếu của nhóm nhóm bán lẻ như thế giới di động, đúng không? Thế giới di động thì đang có những cái tín hiệu đảo chiều. Các chị lưu ý đang có những tín hiệu đảo chiều. Nhắc lại cái chị lần nữa, ngày hôm qua mình đã nhắc rất là nhiều rồi. Thì ngoài cái việc là khuyến nghị các chị có thể mua được thì các chị cũng để ý là đang có tín hiệu đảo chiều, tốt nhất là bán thì chuyển, nếu các chị thích ngành bán lẻ thì bán thế giới di động, mua thế giới số, mua bán thế giới di động, mua thế giới số nha, để xem là liệu thực tế là trong vài ngày tới cái nào nó hiệu quả hơn. HDC và PAN, rồi cuối cùng là HDC. HDC cũng là cái cổ phiếu mà cuối tuần vừa rồi và đầu tuần ngày hôm qua mình vẫn khuyến nghị các anh chị khách hàng mua. Gần như đối với bất động sản thương mại, ngoài bất động sản khu công nghiệp thì bất động sản thương mại Thái Lê hiện nay cũng chỉ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư tham gia vào HDC, đều có những cái tín hiệu khá là tốt trong vòng 2 đến 3 tuần vừa rồi. Rồi cuối cùng của cái danh sách cổ phiếu ngày hôm qua nữa đó là PAN, Thái Lê nói nốt để chúng ta đi vào cái bộ lọc ngày hôm nay. PAN vẫn duy trì được cái đà tăng ha, vẫn duy trì đà tăng, vẫn yên tâm thôi. Đấy thì đấy là những cái cổ phiếu mà trong ngày hôm qua Thái Lê đã được đồng hành với chị đã cập nhật rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang ở trong cái ngày hôm nay đi. Rồi các chị trong quá trình theo dõi đừng quên ấn like, ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP cũng như Thái Lê nhá. Và cũng chia sẻ với các chị thì hiện nay đội ngũ ITP đang có cái chương đã quay trở lại hợp tác chính thức với là công ty chứng khoán SRI, một trong những cái công ty chứng khoán đời đầu, và rất là hy vọng trong cái thời gian sắp tới sẽ được cái sự ủng hộ của quý anh chị. Anh chị có thể thấy là ngay cái dòng chữ phía dưới chạy bây giờ thì Thái Lê cũng đang để màu đỏ, đây là cái màu của logo của SSI. Hy vọng là chúng ta có thể là đồng hành ở bên SSI thì có một cái điểm mạnh đó là tất cả chỉ tập trung vào các sản phẩm chứng khoán nên app cũng khá là dễ sử dụng, app và web khá là dễ sử dụng các chị nha. Còn khi nào mà thị trường uptrend, khi nào thị trường uptrend thì chúng ta có thể là nới margin dùng 10 hay 20% tài khoản giao dịch ở bên game giống như tài khoản ở trên này. Thực sự là cái game là cái giao dịch ở tại game thì Thái Lê không hướng tới cái chị mà chưa dùng margin hay là cái chị sử dụng cái nắp full nắp hay là nắp lớn. Thực sự là chúng ta giao dịch chứng khoán thì vẫn nên tham gia ở chính thức ở những cái công ty chứng khoán của nhà nước, bởi vì cái tỷ lệ margin nó nằm ở cái ngưỡng an toàn và đã có cái quy chuẩn, chứ margin cao quá như ở bên game thì cũng mệt. Cái chị mở tài khoản ở tại SSI có thể sử dụng ở ID 2767 nhá. Và nếu các chị chưa có ID hay là các chị đặc biệt là các chị mà đã tạo tài khoản rồi á, đã tạo tài khoản rồi và có số tài khoản chứng khoán ở tại SSI rồi thì báo giúp lại Thái Lê để Thái Lê có thể hỗ trợ các chị một cách kịp thời nhất tham gia vào các cái sản phẩm mới nhất của ITP hiện nay. Rồi ok, chúng ta quay trở lại về cái bộ lọc này. Rồi sorry các chị, ngày hôm nay thì cũng thực sự là cái việc mà triển khai ID ở tại SSI thì cũng có cách đây cũng mấy tuần rồi, nhưng mà anh em ITP thì cái đợt này đợt đợt vừa rồi cũng đang phải chờ để hoàn tất các cái thủ tục ở công ty cũ ấy.
Đây, nên là hôm nay bắt đầu mới public ra bên ngoài, nên Thái Lê trong chương trình này có hơi quảng cáo thêm mấy phút thì các chị thông cảm nha. À, các chị đừng quên là ấn like, ấn subscribe ủng hộ cho kênh ạ. Rồi bây giờ đi vào các cái bộ lọc này. Nhóm bảo hiểm vẫn là nhóm có cái mức tăng rất là tốt đúng không? Rồi CLX này, CLX chúng ta có cái bộ lọc của hôm thứ năm. VDS, nhóm chứng khoán là VDS trong và tăng mức rất là tốt luôn này. DXS thì ngày hôm qua chúng ta đã có, à ngày hôm trước chứ, DXS ngày hôm trước này. À, vẫn duy giữ thôi anh chị ha. Rồi gạch ngày hôm qua cũng đã có rồi này. Gần như rất là nhiều cổ phiếu ngày hôm qua có rồi. Đó, PVC. Ồ, PVC ngày hôm qua cũng có nhỉ. Tăng 1,9%. PVC đang là 16.2. 16.1 PVC 16.1 thì EV hôm qua có một cây nến rất là tốt luôn này, nhưng mà cái cản tuần như thế này thì mình cũng không ưu tiên được. HDC vẫn là vùng mua, tín hiệu có từ ngày hôm qua, khuyến nghị cũng ngày hôm qua, các chị có thể mua bổ sung. EVF ngày hôm qua lại tiếp tục có một cái điểm tăng trở lại 5,2%, liệu nó có phá được cái kháng cự dầu găm hay không? HAH vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ, chưa có vấn đề gì. KDH vẫn là tín hiệu hôm qua, PNG rất là xấu à. PNG thì hai kiếm chỉ lại với bom thế này là tốt nhất là chúng ta có thể rút quân đối với PNG. Ngày hôm nay thì khả năng cao PNG còn có những nhịp hồi trở lại như ở cái vùng 96 thì chúng ta có thể bán thoát ra nếu mà cái sự kẹt hàng đối với PNG nhá. SBT thì gặp cản, SHB thì chưa có tín hiệu rõ ràng. Gần như ngày hôm qua thì nhiều cổ phiếu nhưng ngày hôm nay có vẻ hơi ít rồi. Rồi VPBank. Ok, tụ lại là so với là những cái điểm mua của ngày hôm qua có một số cổ phiếu như là gần như là AGR thôi ha, AGR điểm mua hôm qua ok hơn. HDC này, HDC của ngày hôm qua này thì hiện nay cũng đang chỉ cách ở có 0,3 thôi, hay là thế giới số này đó, thì đây là những cái cổ phiếu mà các anh chị của ngày hôm nay vẫn hoàn toàn là mua được, hay là DXS này chúng ta mua cái chiều hôm nay hàng về rồi nhưng mà anh chị mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. À, cổ phiếu sale chiều nay về VLC thì cũng nói rồi đúng không? Sale thì nếu hàng về chiều ngày hôm nay hàng về không thể bứt phá được trên 18.6 thì các anh chị nên là bán đối với cổ phiếu sale này ha, bán chấp nhận thôi, không có cách nào khác, kể cả là các anh chị bán xong cái là nó rung lắc ở đây là nó bật lên thì, nhưng mà vi phạm cái điểm mà daily ở trên hồ sơ, trên cái đồ thị daily này cứ nằm ở dưới 18.5, chính xác là 18.5 là điểm cắt lỗ của sale, nên nếu mà các chị để ý chiều hôm nay nó nằm ở dưới 18.5 thì có thể nên xử lý bán. À, còn lại 18.55, 18.6 thì vẫn tiếp tục để nắm giữ được, kỳ vọng nó vẫn có thể bứt phá được nha. Đấy, rõ ràng với cái cổ phiếu mà chiều hôm nay về nó như vậy. Còn lại trong ngày hôm nay thì Thái Lê lọc như vậy là chúng ta cũng chỉ có được có một cổ phiếu thôi, khá là ít ha, khá là ít, nhưng mà nó trùng lại là ngày hôm qua còn có như HDC tham gia được này,
đúng không? Thôi một cổ phiếu thế này có khi lại dễ lựa chọn hơn đúng không anh chị? Ok, rất là cảm ơn các anh chị mà đã theo dõi cái chương trình này. Một lần nữa thì rất là mong các anh chị trong cái thời gian sắp tới sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng với ITP cũng như Thái Lê. Hy vọng là cái việc hợp tác của ITP với SSI trong thời gian sắp tới sẽ giúp cho các anh chị có được thêm nhiều cái sản phẩm dịch vụ mới. Rồi, cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một ngày mới giao dịch tràn đầy năng lượng và thành công. Xin chào.